Xin chào các bạn nhé. Hôm nay Inox Thanh Hưng xin giới thiệu với các bạn một cái chảo xào nhân điện tự động với dung tích là 150 lít, và hướng dẫn các bạn sử dụng một cái chảo xào nhân điện tự động với dung tích là 150 lít, sử dụng điện 3 pha. Cái chảo xào nhân này thì sẽ có kích thước là 900 nhân với lại 400, có nghĩa là cái đường kính của cái chảo này là 900 và chiều sâu của nó là 400 ạ. Chảo thì sẽ có cấu tạo 3 lớp và gia nhiệt cách thủy bằng dầu truyền nhiệt, với cánh khuấy lệch tâm vét sắt đáy và thành, cũng như là biến tần điều chỉnh với tốc độ cánh khuấy nhanh chậm và nghiêng đổ bằng tay quay nghiêng đổ. Đây chính là một cái chảo sen xào nhân đa năng, đa dạng các cái nguyên liệu mà không ngò bén thép. Đây cũng chính là một cái máy sen nhân cao cấp tại Inox Thanh Hưng ạ. Máy thì được làm hoàn toàn bằng inox 304 và có bộ chân khung đỡ rất là chắc chắn, gia cố ở bên dưới rất là chắc chắn, và có 4 bánh xe để di chuyển. Khi mà các bạn đã đặt hàng ở bên Inox Thanh Hưng chúng tôi thì trước khi mà giao máy thì chúng tôi thường là sẽ có test máy hoặc là gọi điện video trực tiếp cho khách hàng xem cũng như là hướng dẫn sử dụng. Ngoài ra thì ở trên kênh YouTube của chúng tôi là sẽ có các cái video hướng dẫn sử dụng máy ạ. Đầu tiên khi mà nhận máy về thì các bạn hãy kiểm tra cho mình một lượt xem là trong cái quá trình vận chuyển có vấn đề gì không, có bị móc méo hoặc là có vấn đề gì thì các bạn hãy liên hệ lại ngay với này Inox Thanh Hưng để chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn. Sau đó thì các bạn hãy đẩy cái máy này vào vị trí mà các bạn sử dụng. Các bạn đẩy vào vị trí sử dụng xong thì các bạn là khóa 4 cái bánh xe lại. Khóa bằng cách là các bạn vặn cái nút ca màu vàng khóa xuống để cho cái đế này nó chịu xuống đất. Khóa 4 bánh lại để khóa cho cái máy này cứng nắp lại, không bị rung nắp cũng như là không bị trôi trong cái quá trình các bạn sử dụng. Sau đó thì các bạn tiếp mát cái máy này cho mình nhé. Máy thì sẽ có biến tần điều chỉnh tốc độ của cái bánh đảo nhanh chậm, thì các bạn một bước tiếp mát cho mình bằng cách là các bạn sẽ cột một cái dây kim loại vào cái chân chảo này, và một đầu thì các bạn chôn xuống đất để các bạn tiếp mát. Trong cái quá trình sử dụng ấy thì cái nền này bị ướt hoặc là chân các bạn ướt thì các bạn sẽ không bị điện giật. Sau khi tiếp mát thì các bạn hãy rót cái nước ngô trùng nhiệt vào trong cái nước trong cái chảo này. Các bạn rót nước ngô trùng nhiệt bằng cách là các bạn sẽ tháo cái nắp này ra. Đằng sau chảo thì chúng tôi thiết kế một cái phễu để các bạn rót nước ngô trùng nhiệt ở đây. Trên cái nếp kính dưới như thế nhé. Và trong quá trình sử dụng, nếu như các bạn thấy là cái lượng của lớp ngô trùng nhiệt nó cạn đi thì các bạn hãy thêm thêm vào cái máy này, thêm vào nước vào để cho cái lớp ngô trùng nhiệt này là nó sẽ luôn luôn là trên cái nếp kính này 1-2 phân. Đây là hai cái cây điện trở ở trong cái lớp ngô trùng nhiệt. Khi mà hai cây điện trở này thì sẽ có công suất là mỗi một cây sẽ là 9 kg, hai cây là 18 kg, hoặc là với một cái chảo dung tích 150 lít này thì có thể là sẽ dùng hai cây này 12 kg hoặc là 18 kg, tùy theo cái yêu cầu của khách hàng. Thì chúng tôi sẽ lắp cái cây điện trở, nếu các bạn cần nhiệt nhanh và cần nhiệt nóng thì chúng tôi sẽ tăng cái cây điện trở này lên cho các bạn. Ở đằng sau chảo thì chúng tôi làm một cái khóa chốt như này để cái quá trình các bạn sử dụng là chảo không bị rung nắp hoặc là ập ngửa lại đằng sau. Đây là bộ cánh khuấy lệch tâm vét sắt đáy và thành, được làm bằng cây inox đặc rất là nặng. Cánh khuấy này thì sẽ có chức năng chuyên dụng vét sắt đáy và thành. Đây là cái bảng tủ điện của máy, thì các bạn thấy ở trên này sẽ có một cái đèn báo nguồn. Khi mà các bạn lắp điện vào thì các bạn sẽ
tiếp theo thì các bạn sẽ đấu điện vào nhé. Thì cái máy này thì sử dụng điện 3 pha. Thì các bạn thấy là điện 3 pha đây ạ. Sẽ có 3 dây nóng, 1 dây mát. Chúng tôi đã làm dây lớn này rồi và đã được bọc lại bằng cái ống nhựa như này rồi ạ. Sau đó thì các bạn lắp nguồn điện vào và sử lắp đến khuấy sử dụng máy thôi ạ. Đây là cái bảng tủ điện của máy. Khi mà các bạn lắp điện vào thì cái đèn này sẽ báo nguồn, sẽ sáng lên, nghĩa là cái máy của bạn các bạn đã có điện sử dụng. Đấy, sau đó thì các bạn sẽ bật nhiệt lên. Ví dụ như là nấu các cái nguyên liệu mà các bạn ví dụ như là quậy bột bánh ngọt hoặc là quậy bột làm bánh thì các bạn sẽ đưa nguyên liệu vào trong chảo và sau đó thì các bạn bật nhiệt và các bạn quậy luôn từ đầu. Còn ví dụ như các bạn nấu các cái nguyên liệu như là sen xào thì các bạn cũng sẽ có bước làm nóng chảo khoảng mất được khoảng độ 10 đến 15 phút thì cái lớp dung môi truyền nhiệt này thì nó mới sôi. Các bạn bật công tắc này lên thì sẽ có hai cái đồng hồ chỉ thời gian và đồng hồ chỉ nhiệt độ. Hai cái đồng hồ này thì các bạn sẽ cài đặt được theo ý muốn của mình. Và công tắc thứ hai là công tắc của cánh đảo. Cánh đảo này thì các bạn sẽ điều chỉnh được cái cánh đảo nhanh chậm bằng cái biến tần đây ạ. Và sau đó là các bạn nấu và sử dụng chảo như là những cái chảo xào nhân của nhà mình. Các bạn nấu xong một bẻ các bạn nghiêng đổ bằng cái tay quay nghiêng đổ đây ạ. Cái tay quay nghiêng đổ là các bạn nghiêng đổ dễ dàng, mà cái tay quay nghiêng đổ mà không cần phải tháo bánh khuấy ra thì các bạn cũng sẽ nghiêng đổ được bằng cái tay quay này. Đây là cái ưu điểm của một cái chảo xào nhân công nghiệp với cánh khuấy lịch tâm bếp sắt đánh và phải nhỉ. Đấy, các bạn thấy là nghiêng đổ rất là dễ dàng như thế này. Và các bạn đổ nguyên liệu ra, các bạn rửa chảo và các bạn các bạn nghiêng chảo thì các bạn sẽ tháo lắp cánh khuấy một cách dễ dàng ạ. Các bạn chỉ cần các bạn ở đây nó có khớp này. Các bạn đưa cái thanh này sang như này và các bạn kéo xuống là các bạn lấy được. Đấy, lấy được dễ dàng. Nếu như các bạn có nhu cầu đặt mua các cái chảo xào nhân, máy sen nhân bằng điện tự động hoặc là bằng điện ga hoặc là các cái chảo một lớp mà dùng nước dùng than củi thì liên hệ với bạn Inox Thanh Hưng. Qua số điện thoại trên màn hình 0908 312 438 hoặc là số 0904 646 238 hoặc là các bạn có thể đến trực tiếp tại xưởng sản xuất của chúng tôi, địa chỉ tại 1338 Phạm Văn Bạch, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh ạ.